giờ về đấy à? Giờ mới về đây à? Ừ. Mặt vui thế. Mặt hớn hở quá nhờ. Chuyện. Em đi đâu về đấy? Này em là em đi làm nhá. Em đi đầu tư cho một tương lai tươi sáng nhá. Còn chị chắc là đi đoàn đúng vớ vẩn đúng không? Đoàn đúng gì? Nhậu nhà con Mai ngủ lại cho nó cái gì đâu. Mai nào? Trước giờ mới... Bạn... Mẹ. Mẹ. Sao mẹ dậy sớm ấy? Hai đứa đi cả đêm như thế. Mẹ ngủ làm sao được? Thưa anh. Con... Con biết là đợt này con đi làm đêm thế này thì khiến mẹ lo. Mà biết thế nào được, bây giờ mình là sếp, mình phải làm gương, mình phải nỗ lực thì mới nói được nhân viên đúng không mẹ? Tuy nhiên thì cũng có một số trường hợp là không biết là đi làm hay đi đâu, con không tiện nêu tên. Đấy, em nó thì đi làm, còn con... Mẹ... Đi đêm về hôm như thế thì... Ôi, đang buồn ngủ. Giờ ăn bún, ăn phở hay ăn xôi? Rồi, con không ăn được. Nghĩ nhằn con cứ nôn nào, con chỉ muốn ngủ chiều. Con đang bún ạ. Sao mẹ mày gọi lắm đấy? Em gửi chị nước ạ. Ờ, chị xin. Tạm này cho thèm ăn vặt dã man ấy. Các loại ốc này, nem chua rán này, trứng cua lộn nữa. Ăn này. Thì ăn xong á, đi ăn hoa quả dầm với cà chè nhá. Mày ăn hết đi. Cái gì tao ăn, không sợ đau bụng đâu. Ăn gì mà như nghén ấy. Mày nghén đấy à? Mày có chửa á? Bé thôi, riêng tư. Nói to. Cái gì mày ngại? Anh chị ơi! Bạn em có chửa rồi! Chúc mừng nhá! Chúc mừng chị nhá! Cảm ơn ạ! Chuyện vui phải chia sẻ cộng đồng chứ lị! Chuyện của tao? Được, được, được! Thế thì ăn đi, ăn đi, ăn đi! Ăn đi, cho cháu tao nó lớn! Đây, đây, không được, không được! Tầm này ấy, mày chỉ ăn ít thôi! Giữ bụng tí nữa về ăn đúng bữa cho đủ chất! Đủ chất gì nữa? Ông được anh chăm tao béo như heo rồi! Ăn thừa chất ấy! Ờ thì thôi đây, giả bát. Mày béo được, tao không béo được. Thì tao chưa có người yêu. Mà tao dặn này, bây giờ yêu đương ấy là phải tử tế vào. Tầm này mà dở quẻ còn cười ở đây. Đã bao giờ yêu nhau không nghiêm túc đâu. Nghiêm túc tao mới thế chứ. Thôi thôi thôi. Ngày trước thì chả lộn tùng phèo lên còn gì nữa. Nếu mà chúng mày yêu nhau ấy thì yêu nhau bình yên thôi nhá. Chứ tao thấy chúng mày yêu nhau thì ít, mà drama thì nhiều. Chuyện của mày ấy, mà mang lên bóc phốt trên mạng xã hội, cư dân mạng nó cười nó thối mũi. Thì sống ai chẳng muốn được bình yên. Không không không, mày ấy là cứ phải thích cái gì nó thật là sóng gió vào, phải thật nhiều khó khăn thì mày mới thấy thoải mái chứ gì. Sau cái chuyện vừa rồi xảy ra tao thấy á, mày là cái đứa suy diễn cực kỳ nhiều, lại còn overthinking. Nghĩ công nhận, thương là được anh thật. Thế mày không thương tao à? Thì cũng thương. Đấy. Bạn Ly vừa thương Đức Anh gái đang gọi luôn. Hiểu thế. Em đây. Em đang đi ăn ốc với Ly. Ô hai. Chồng vừa mới về tưởng là phải ở nhà khóc thương nhớ nhung chứ đã đi chơi ngay rồi. Hả? Đã mừng đâu. Ăn buồn đi chứ. Vừa buồn vừa ăn đấy. Ôi thôi mày ơi, tao nói thật nhá, cái Hân tầm này ấy nó vô cùng buồn. Nó chỉ bụp có khoảng 20 cái cút độ xào me thôi. Tầm này không ăn uống được gì cả. Tao thương quá lắm mày ạ. Đấy, bạn chăm vợ tôi hộ tôi nhá. Xảy ra là hư ngay được. Ừ, yên tâm. Tầm này con này nó mà hư á, bánh nó chết. Nó nhịn nó lâu lắm rồi. Ồ, tao làm gì mày mà nhịn tao? Lại chả không nhịn. Tao mà không nhịn mày được cái gì đấy. Ok, thôi chị em đi ăn vui nhá. Lô. Anh ơi, anh lên công ty đi cùng bọn em hay qua thẳng chỗ khách hàng? Ờ, chắc là anh không kịp qua công ty đâu. Mấy đứa chủ động đi nhá. Đêm nay đừng làm đêm vậy con nhá. Ừ, hẹn thẳng ở chỗ khách hàng luôn. Nhớ check mail đi, anh vừa gửi đấy. Ok. Mày ăn đi. Mày ăn vừa vừa thôi. À, thôi thôi thôi. Ăn đi, xong rồi ăn chè với hoa quả dầm nữa. Thôi,
ăn chè làm gì lạnh bụng. Thôi, ăn nốt mấy ngày thôi, sau ra không ăn nữa. Ăn nhá. Thôi được rồi, ăn đi. Cậu chỉ muốn ngủ chiều.